Hồ Văn Cường gặp sự cố tinh thần trên sân khấu nhưng vẫn hành xử lễ phép với danh ca Hương Lan. Trong đêm nhạc Con đường xưa em đi của danh ca Hương Lan được tổ chức tại một phòng trà ở Việt Nam sau thời gian dài sinh sống ở nước ngoài. Bên cạnh các tiết mục đơn ca thì danh ca Hương Lan và Hồ Văn Cường đã có những màn kết hợp nhận được sự yêu thích từ khán giả. Đặc biệt đây cũng là lần đầu tiên cả hai song ca Còn thương đâu đắng mọc sau hè, ca khúc được yêu thích qua nhiều giọng hát nói chung cũng như danh ca Hương Lan và Hồ Văn Cường nói riêng. Tuy nhiên khán giả đã nhận ra sự lo lắng căng thẳng của Hồ Văn Cường khi song ca cùng bậc tiền bối. Điều này không quá khó hiểu khi danh ca Hương Lan vốn là một cây đa cây đề của dòng nhạc dân ca. Thế nên Hồ Văn Cường căng thẳng cũng là điều không quá khó hiểu. Thế nhưng không những không chê trách mà khán giả còn dành lời động viên cho Hồ Văn Cường. Đa số ý kiến đều mang tính đóng góp tích cực, mong muốn nam ca sĩ trẻ sẽ hoàn thiện hơn trong giọng hát. Hai thế hệ được kết nối, gặp nhau cùng chung một dòng nhạc hay quá, thật xuất sắc. Cô Hương Lan có nụ cười hiền hậu quá, chắc bé Cường hạnh phúc lắm đây khi được cùng hát cây đa cây đề của làng âm nhạc. Bên cạnh đó, cũng trong đêm nhạc tối ngày 5 tháng 12 vừa qua, sau khi diễn xong, Hồ Văn Cường nhiều lần lễ phép cúi người chào danh ca Hương Lan. Hành động này của nam ca sĩ đã nhận về mưa lời khen từ cư dân mạng. Nhiều khán giả xích xoa rằng nam ca sĩ không chỉ tài năng, sở hữu giọng hát truyền cảm mà còn cực kỳ tinh tế, lễ phép với tiền bối. Hiện tại Hồ Văn Cường nhận được sự chỉ dạy nâng đỡ của danh ca Ngọc Sơn. Anh cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Hồ Văn Cường, tiết lộ Hồ Văn Cường là người chân thành, lễ phép, đặc biệt có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Theo đó, Ngọc Sơn đánh giá Hồ Văn Cường sẽ trở thành viên ngọc sáng đầy ấn tượng của làng nhạc Việt trong tương lai. Còn bạn nghĩ sao về động lễ phép của nam ca sĩ này? Chia sẻ ngay với chúng tôi bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV Entertainment để có thể cập nhật những tin tức giải trí mới nhất trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.